Giá cà phê thế giới tăng vọt khi nhiều nông dân Việt Nam chuyển sang trồng sầu riêng. Giá hợp đồng tương lai cà phê Robusta trên sàn hàng hóa lăng đơn lập kỷ lục 4.500 đô la tấn vào cuối tháng 4. Dù đến nay đã hạ nhiệt nhưng giá mặt hàng này vẫn đang ở mức cao hơn đáng kể so với thời điểm cuối năm ngoái. Giá cà phê tăng cao bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, bên cạnh thời tiết không thuận lợi hay nhu cầu tiêu thụ tăng ở châu Á, một nguyên nhân đáng chú ý là sự yêu thích sầu riêng ở Trung Quốc. Cà phê và sầu riêng dường như không liên quan nhưng trong trường hợp này lại có mối liên hệ mật thiết. Bởi lẽ tại Việt Nam, nước sản xuất hạt cà phê lớn thứ hai thế giới và cà phê Robusta lớn nhất thế giới, nhiều nông dân đang chuyển từ trồng cà phê sang trồng sầu riêng để đáp ứng nhu cầu tăng lên từ nước láng giềng. Được mệnh danh là vua của các loại quả, sầu riêng ngày càng phổ biến tại Trung Quốc những năm gần đây. Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hơn 490.0 tấn sầu riêng sang Trung Quốc thu về hơn 2,1 tỷ đô la tăng gấp hơn 5 lần so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu loại quả này sang Trung Quốc của Việt Nam được dự báo sẽ còn tăng thêm nữa trong năm nay. Việc chuyển sang trồng sầu riêng làm giảm diện tích canh tác cà phê tại Việt Nam, từ đó giảm nguồn cung ra thế giới. Điều này diễn ra trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt nguồn cung trở nên nghiêm trọng hơn do hiện tượng thời tiết Endino gây hạn hán ở khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam đạt 29,2 triệu bao loại 60 kg, giảm 9,8% so với cùng kỳ một năm trước. Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế, thời tiết quá nóng và không có đủ nước, vì vậy cây cà phê phát triển không được tốt. Một nhà buôn hạt cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, có hợp đồng mua cà phê với một trang trại ở tỉnh Đắk Nông. Người này cho biết nhiều vùng cà phê tại đây đang thiếu nước do hạn hán kéo dài, một nguyên nhân nữa khiến giá cà phê Robusta tăng mạnh là các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu chuyển từ hạt cà phê Arabica cao cấp, chủ yếu trồng ở Trung và Nam Mỹ, sang dùng hạt cà phê Robusta giá tương đối rẻ nhằm ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu và vận tải tăng lên. Bên cạnh đó, các yếu tố cơ bản như tiêu thụ cà phê Robusta ở Đông Nam Á và Trung Quốc tăng lên cũng góp phần vào cơn sốt giá. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, tiêu thụ mặt hàng ngày tại khu vực châu Á Thái Bình Dương đạt 44,5 triệu bao loại 60 kg, chiếm hơn 25% tổng mức tiêu thụ toàn cầu và tăng 12% so với mức bình quân 4 năm qua, trong khi đó tổng mức tiêu thụ toàn cầu chỉ tăng 1% trong giai đoạn này. Chi tiết các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 99.000 đến 100.500 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay ngày mùng 8 tháng 5 tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay đi ngang so với ngày hôm trước, huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 100.000 đồng kg, tại huyện Ea Hát Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 99.900 đồng kg, giá cà phê ở Đắk Lắk được khảo sát từ các vùng, Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, Cư Mờ Ga, Ea Hát Leo, Cờ Trong Năng, Cờ Trong Bắc, Cờ Trong Bút và Cờ Trong Ana. Giá cà phê Đắk Nông hôm nay ngày mùng 8 tháng 5 năm 2024 thu mua ở mức 100.500 đồng kg tại Gia Nghĩa và 100.400 đồng kg ở Đáng Rờ Lấp. Giá cà phê mới nhất ở Đắng Nông được khảo sát từ các vùng Đắng Miêu, Đắk Sông, Cờ Rông Nô Giá Cà Phê Nhân Xô, Cà Phê Nhân, Cà Phê Nhân Tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, cà phê được thu mua với giá 99.000 đồng kg. Giá cà phê mới nhất ở Lâm Đồng được khảo sát hôm nay từ các vùng, thành phố, Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, Đà Lạt và Đức Trọng. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 99.000 đồng kg. Chư Prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 98.900 đồng kg. Còn giá cà phê hôm nay mùng 8 tháng 5 tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 99.000 đồng kg đà giảm giá cà phê tạm thời dừng lại sau chuỗi ngày giảm giá cực mạnh tổng lên đến 35.000 đồng kg. Hôm nay, giá cà phê ổn định ở mốc 99.000 đồng kg. Có hay không việc giá cà phê giảm chỉ là tạm thời? Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 4 xuất khẩu cà phê đạt sản lượng 148.000 tấn, kim ngạch 572 triệu đô la dù giảm đến 9,5% về sản lượng nhưng tăng tới hơn 42% về kim ngạch. Lũy kế 4 tháng đầu năm xuất khẩu cà phê của Việt Nam lên đến 726.000 tấn và kim ngạch 2,5 tỷ đô la lượng chỉ tăng 1%, nhưng giá trị tăng đến 40%. Nếu tính cả niên vụ 2023 đến 2024, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,1 triệu tấn với giá trị tương đương 3,6 tỷ đô la. Hiện tại, lượng cà phê tồn kho của Việt Nam không còn nhiều. Một số chuyên gia ước tính chỉ khoảng 300.000 tấn và còn đến khoảng 5 tháng nữa mới vào vụ thu hoạch niên vụ 2024 đến 2025. Điều này cho thấy nguồn cung cà phê của Việt Nam ra thị trường vẫn rất hạn chế. Ông Đỗ Hành Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê, ca cao Việt Nam, Vicofa phân tích, thời gian qua, giá cà phê tăng rất cao. Các nhà trang xây thế giới tìm đến các nguồn cung khác như Indonesia hay Brazil. Hạt cà phê robusta Việt Nam đã và vẫn đóng vai trò quan trọng trong công thức pha chế họ, thế nên những dao động thị trường hiện tại chỉ là bình thường và có thể chỉ trong ngắn hạn.